Bây giờ các bạn nghe cho cô phần này nhé.2과 쓰레기는 내가 버릴게요. 말하기 1. 기숙사에서 장시드 씨와 박진우 씨가 청소를 하려고 해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 집이 좀 더럽네요. 같이 집을 치워요. 네, 그래요. 내가 청소를 할게요. 잠시드 씨는 바닥에 물건들을 치워주세요. 알았어요. 물건을 치운 다음에 설거지를 할까요? 네, 그렇게 해요. 쓰레기는 내가 버릴게요. Rồi bây giờ cô nhờ hai bạn. Mỗi bạn dịch cho cô một câu về hai người này đang nói cái gì ha. Bây giờ Chi Ân với Đào đi ha. Hai bạn nghe cho cô đọc câu này nhé. Y quả 쓰레기는 내가 버릴게요. 말하기 1. 기숙사에서 장시드 씨와 박진우 씨가 청소를 하려고 해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 집이 좀 더럽네요. 같이 집을 치워요. 네. Người này nói gì đây, Chi Ân? Ok. 그래요. 내가 청소를 할게요. Người này nói tiếp gì đây, Đào? À. 1. 청소를 하려고 해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 집이 좀 더럽네요. 같이 집을 치워요. 네, 그래요. 내가 청소를 할게요. 잠시드 씨는 바닥에 물건들을 치워주세요. 아, 도망가면 내가 어때? 보세요. 알았어요. 물건을 치운... 그래요. 내가 청소를 할게요. 잠시드 씨는 바닥에 물건들을 치워주세요. 네, 이거 내 nói tiếp gì nữa đây nào? 정말 Hãy dọn dẹp với đồ ở gì đây? Ở cái sàn nhà cho tôi. 알았어요. 물건을 치운 다음에 설거지를 할까요? 이래 키은. 아, 오케이. 네, 그렇게 해요. 쓰레기는 내가 버릴게요. 네. Nghe chưa? Nghe câu cuối chưa? Nghe câu cuối người ta nói gì đây? Chiêu 주세요. 알았어요. 물건을 치운 다음에 설거지를 할까요? 네, 그렇게 해요. 쓰레기는 내가 버릴게요. 라인 이래. 아, vậy thì làm như thế đi, còn gác thì tôi sẽ đi bỏ. Rồi các bạn dạy cho 28 cô ABAB hai bạn đi ha. Hồi nãy mình dịch của bạn nào rồi bây giờ bạn đấy sẽ đọc
của bạn này ha. Trang 28. Chi Ân đọc trước đi em. À để cô chỗ này á. Chi bi chồm thơ râm nèo. Bi ức mà gặp niên thì chỗ này nó sẽ biến âm. Bi ức mà gặp niên thì chỗ này sẽ đọc bi ức sẽ biến thành m. Ví dụ như những đuôi im ni tà, im ni cá của chúng ta đây các bạn. B mà gặp n thì chỗ này chúng ta đọc m viết là ít. Nhưng sao lại đọc là im, im ni tà, im ni cá, sum ni tà, sum ni tá. À sum ni cá đấy, cũng giống như trường hợp này này. Thơ rấp tà mà gặp đuôi nèo thì b ức nó cũng gặp niên này. Thì chỗ này sẽ đọc giống như là m. Ha, thơ râm, râm. Người ta sẽ một rớt. Tí nữa cô sẽ pha gì đây tải lại cho các bạn nghe. Tu lại. Thơ râm nè. Ha, ta xem bon. Ừ, ta xem bon. À, đấy, chờ chú ơi. Tao xin. Ta xem bon y bon. À bây giờ mình thay vào y bon ha, màu vàng thay vào màu vàng, màu hồng thay vào màu hồng, màu xanh thay vào màu xanh. Rồi tiếp tục y bon. Ừ, tiếp tục đầu trước xong đổi lại. À xin kêu thôi, bắt quy tắc R khi gặp được những đuôi ưng rưng. À, thì bị lược bỏ. Ta xin. À, bọn kia ta sẽ không bọn Phật co. Cha đi Phật co. Chi dân mình cho. À, anh nha nha, tao sẽ mình cho. À, cái đầu tiên xong đến cái số 2. À, đổi vị trí cho nhau thôi. Thanh cải á. Ừ. À, y chê y bon. Rồi, chào lại sao, ok. Rồi, bây giờ cô nhờ hai bạn đọc lại cho cô cái phần này ABAB một lần nữa ha. Bây giờ Dung đọc được chứ Dung? À, Dung với một bạn nữa ha. Dung với lại Phượng đi. Rồi, bây giờ Dung trước đi em.
cũng thay như hai bạn ha. Thơm rơm rơm em ta xem bao thơm rơm nèo à ta xem bao thơ 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 rơm nèo không à thơ 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 à, thơ rơm nèo ta xem알았어요. 옷들은 치운 다음에 밝은 닦을게요. 닦을까요? 네, 그렇게 해요. 쓰레기는 내가 버릴게요. 1번 지운 다음에 설거지 할까요? Phần설거지 này trước ha. Phần số 2 chúng ta hãy thay vào. Lần thứ hai chúng ta hãy thay vào. Lần này lần thứ hai này chúng ta thay vào phần số 2 này. Tiếp tục dùng trước đi. Dùng. Em chứng Ừ. Thay vào phần số 2 nha. vừa thay vào số 2 rồi cô À thay phần số chưa 2 rồi đọc ạ. Vợ làm phần số 1 rồi thay phần số 2 luôn đúng không? vào thay số 2 luôn ạ. À, rồi bây giờ đổi vị trí cho nhau đi. TV 좀 더럽네요. 같이 집은 치워요. 네, 그래요. 내가 청소를 할게요. 점심 드시는 바닥을 물건들은 치워주세요. 알았어요. 옷들은 지운 다음에 방은 닦을게요. 닦을까요? 네, 그렇게 해요. 쓰레기는 내가 버릴게요. các bạn bị nhầm lẫn với số 1 và số 2 này. Em đọc số 1, bạn trả lời số 2. Với cái số 1 và số 2 này. Bây giờ thì làm lại cho cô này. Ví dụ như ở số 1 thì chúng ta làm hết số 1 xong chúng ta đổi vị trí xong rồi hai bắt đầu làm số 2 ha. Làm lại ha. Bây giờ Đầu chúng tiên ta là cái mô đạp. chúng ta cứ đọc cái mẫu trong cái hình đi ha. Đọc mẫu trong hình trước ạ. Ừ. Rồi. À? Rồi bây giờ Phượng đọc cái mẫu hình trước đi. TV 좀 더럽네요. 같이 집은 치워요. 네, 그래요. 내가 청소를 할게요. 점심 드시는 Ba ta kê 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 à, ba ta Bún con tươi chiếu cho sale. 알았어요. 문건은 지운 다음에 손끝질은 할까요? 네, 그렇게 해요. 쓰레기는 내가 버릴게요. 네 그렇게 Hiếp mà gặp kiếp thì chỗ này nó sẽ biến thành âm khờ, hai thằng kết hợp với nhau. Thì chỗ này né kurake, kurake, chỗ này người ta sẽ bắn hơi một tí xíu ha. Người ta không sẽ đọc thành một chữ kê mà kurake. À, kurake. À, kurake, kurake. Oteke, jarake, irake. Chúng ta sẽ bắn hơi một tí xíu tại vì nó gì đây cho nên là biến âm ha. Rồi đổi vị trí cho nha.집에 좀 더럽네요. 집이 집이 좀 더럽네요. 같이 더럽네요. 럼 럼. 더럽 Sao chỗ này các bạn nhầm vậy. rom chỗ này hoài. Rom rom giống như chữ rom vậy các bạn. Rom rom rạ đấy các bạn. Thơ rom nèo ha. Ta xem집이 좀 더럽네요. 같이 집을 치워요. 네, 그래요. 내가 청소를 할게요.
장시드 씨는 바닥에 문건들은 지워 주세요. 알았어요. 문걸은 지운 다음에 쓴 거실은 한 개요. 네, 그렇게 해요. 쓰레기는 내가 버릴게요. Rồi, bây giờ tới phần số 2 ha. Thay vào phần số 2 nha. Phượng đọc trước đi. Thay phần số 2 lên à? Ừ, thay vào phần số 2 방금 lên.집이 좀 더럽네요. 같이 집은 치워요. 네, 그래요. 내가 방을 쓸게요. 점심 드시는 바닥에 옷들은 치워주세요. 알았어요. 옷들은 지운 다음에 방금 닦을까요? 네, 그렇게 해요. 쓰레기는 내가 버릴게요. 아, 잘했어요. 다시 한번 자리에 바꿔요. 집이 좀 더럽네요. 같이 집을 치워요. 네, 그래요. 내가 방은 쓸게요. 장시 뜨시는 바닥에 옷들은 지워주세요. 알았어요. 옷들은 치운 다음에 방금 닦을까요? 네, 그렇게 해요. 쓰레기는 내가 버릴게요. Cái chỗ mà các bạn dọn dẹp phòng đấy nè, bà ngưng tắt cân kẹo, bà ngưng ai ai ngờ này chúng ta liếng sao à, bà ngưng giống như chữ ba trong đầu chọc ba xong rồi gì cái ngờ này bị liếng quá, bà ngưng tắt cân kẹo, bà ngưng tắt cân kẹo và bà ngưng bàn bàn ba 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 à liếng cái ngờ này quá sao, bà ngưng tắt cân kẹo vân vân. Rồi trả lời sao các bạn, hai bạn nghe cho cô thêm một đoạn văn này nữa nha, xem họ nói gì nha.씨가 왕은 씨와 사무실에서 이야기해요. 잘 듣고 답해보세요. 이링 씨, 사무실 청소를 같이 해요. 전 청소기부터 돌릴게요. 네, 그럼 전뭘 할까요? 이 쓰레기들을 치운 다음에 분리수거를 해주세요. 네, 할 일이 또 있어요? 네. 컵도 씻고 책상 정리도 해주세요. 저는 화장실을 청소할게요. 알겠어요. Rồi bây giờ ha, có hai bạn nha, quay của tôi lại từng câu ha. Tôi sẽ hỏi các bạn, bạn ấy đang nói gì? 이링 씨가 왕은 씨와 사무실에서 이야기해요. 잘 듣고 답해보세요. 이링 씨, 사무실 청소를 같이 해요. Bạn này nói gì đây Phượng? Yên Si cùng nhau dọn dẹp phòng À, sa cùng mưu nhau sinh là dọn dẹp văn văn phòng phòng. Cùng nhau dọn sa dẹp mưu sinh văn là phòng phòng. Văn phòng đi. nhau để phòng phòng họp à À, không phải, văn phòng. văn phòng À, văn phòng. 전 청소기부터 돌릴게요. tiếp người ta nói gì nữa tiếp Phượng đấy. trong số kỳ để tôi hút bụi, tôi sẽ hút bụi. Trước tiên là tôi sẽ hút hút bụi, mọi người hút bụi lên.
Rồi bây giờ bạn này nói gì nữa đây? 네, 그럼 전뭘 할까요? Tiếp tục dung. Vậy sao không phải? Dung nghe được gì không Dung? Bạn này nói trả lời nè. Tôi cho anh nghe lại cái khúc đó nó bị dắt đúng không? À, nghe lại nha. 를 같이 해요. 전 청소기부터 돌릴게요. 네, 그럼 전뭘 할까요? Dung, nghe được chưa em? Em không nghe được không? Nghe được gì rồi? Dolil게요. 네, 그럼 전뭘 할까요? 있습. 그럼 저뭐 할까요? Vậy tôi sẽ làm gì? 아, vậy tôi sẽ làm gì nhỉ? 이들을 치운 다음에 분리수거 청소기부터 돌릴게요. 네, 그럼 전뭘 할까요? 이 쓰레기들을 치운 다음에 분리수거를 해주세요. Phương. Dạ. Không nghe được à? Nghe nó cứ bị tắc tắc. À, Phương tắt hộp cái loa đi, xong mở nghe ok, xong rồi mở lên là nó sẽ gì đây? Nghe rõ hơn ha. Bây giờ nè. Nghe. 드릴게요. 네, 그럼 전뭘 할까요? 이 쓰레기들을 치운 다음에 분리수거를 해주세요. 네. là sau khi dọn dẹp xong bully Bully từ mới. sau khi sắp xếp xong sẽ kiểu như là phân 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 loại rác ấy. À đúng rồi, sau khi dọn dẹp gì đây các cái đồ vật xong thì đây phân loại rác thải. Bully. Tiếp. 네, 할 일이 또 있어요? Gì nữa đây? Hey. Hay. À, hay đi, tôi sợ. Hay đi, tôi sợ. Hay là tên nhỉ? Không, còn cái việc gì làm nữa không? À, còn cái việc gì sẽ làm sắp tới nữa không? Nó còn cái việc gì nữa không? Ý, các bạn nói thế đấy. Cô sẽ viết lên cho các bạn này. Là À, hay đi, hay đi, tôi sợ. À. À, chúng ta phải đọc liên âm nha. Ha li di. À, ha li di tôi sợ. Ha li. À, đọc liên là thằng này liên qua đây, thằng này liên qua đây. À. À, bây giờ cô cho bạn nghe lại nè. Ha li di. 네, 할 일이 또 있어요? 하 일이 또 있어요? có việc gì sắp làm nữa không? Có việc gì nữa không đây? 네, 컵도 씻고 책상 정리도 해주세요. làm gì nữa đây? Dọn dẹp bàn đó cô. À, dọn dẹp bàn và còn làm gì nữa? Rửa cốc. À, đúng rồi, rửa cốc và dọn dẹp bàn. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào câu trang 28 cái bài số 2. 이른 시각 왕원씨와 사무실에서 이야기해요. 잘 듣고 답해보세요. 아, chúng ta nghe rồi, chúng ta dịch rồi thì bây giờ chỉ việc trả lời câu hỏi. Bây giờ bạn Phượng hỏi cho bạn Dung trả lời câu số 1 này. Mình trả lời như thế nào đây? Phượng hỏi đi em. 왕은 씨가 이닝 씨에게 무엇을 부탁했어요? 무엇을 부탁했어요? 부탁했어요? Kiếp mà gặp hiến. Nhớ, luôn luôn trong đầu chúng ta. À. À, muốn xương bố thức hết Dung si. Mua, muốn xương bố thức. Trong số heo À, mua bố thức bạn ấy nhờ vả làm gì đây?
Bạn ấy nhờ bạn nãy giờ mình tổng hợp lại, bạn ấy nhờ bạn ấy làm gì nè? Đầu tiên là gì? Đầu tiên là nhờ bạn ấy gì đây? Dọn dẹp rác rồi sau làm gì? Phân loại rác thải, đúng không? Và sau đó là rửa gì? Cốc và dẹp bàn. À đúng rồi đấy, cứ bây giờ trả lời tiếng Hàn trả lời như thế nào đây? Si si li kê chiu à, hoặc là gì đây rồi bly su cơ hà ki khóc xích ki chích sang trừng nhi hà ki à, vân vân. Bạn ghi cho cô nha, là cái việc nhờ vả cái việc gì? Cái việc là chân nhi à, chân nhi hà kỳ siliki chiu kỳ bùi su cơ hà kỳ khóc xích kỳ check sang chân nhi hà hà kỳ à, các bạn ghi vào cho cô nhé, là nhờ vào cái việc gì đây, nãy chúng ta gom hết rồi thì các bạn trả lời cho cô, đây cô sẽ ghi cho các bạn nha, nhờ vả cái việc gì, đó là vì sao có kỳ đấy các bạn, là cái việc đấy. Chúng ta học lúc 1 cho học kia rồi, nhưng còn thật là kia đấy, đó là cái việc đấy. À, nhờ những cái việc gì đây? Để ở đây, à, chúng ta đi ghi vào phần này nhé. Đó, những từ này chúng ta học rồi hết đúng không? Thì ở đây ghi lại thôi. Là gì đây? Muôn con chiêu kỳ. Chiêu kỳ. Và gì đây? Bùn ly su cơ. Hà ký à, là làm cái việc gì đây, phân loại rác thải, tiếp theo là làm gì nữa, khó khó bên xích kỳ, còn làm gì nữa, khó gọi là xét gì đây, chết sang chân chân nhi hà hà kỳ chân nhi hạ kỳ à, chân nhi hạ kỳ hả. Rồi bây giờ Dung hỏi à, câu số 2 cho bạn Phượng trả lời. Hân 씨는 먼저 무슨 일을 한 거예요? Quân xin mạnh cho mùa xuân nghỉ đến hăng coi Chúng số kỳ đến tôi coi à, mà chào 3번 à, 3번 chọn 3번 vào đấy nha các bạn, là gì đây, bạn ấy làm việc gì đầu tiên, bạn ấy mở bật máy gì đây hút bụi đâu đầu tiên, ok lắm. Các bạn xong rồi các bạn vỡ trang 30 cho cô. Phượng tắt hộ cô cái loa ha. Đôi khi là mở loa nó bị vọng lại. Mình nói xong mình vừa mở luôn thì nó không bị vọng, nhưng mà mở một lúc xong nó bị vọng loa. Đôi khi là có nhiều khi lúc hôm là mạng, tại mạng. Có nhiều lúc là mở loa vẫn nó bình thường, nhưng nhiều lúc là do nó ép mạng ấy. À, lúc là mình mở loa lên cái nó không có được nghe rõ. Thì ở đây họ sẽ cho cô biết mình là mono qua trần bô trang mở sách 30, trang cô trang 30 em, trang 30 chưa. Ở đây cô sẽ cho các bạn biết thông tin Shiliki Blisuka cơ. Chúng ta đã sống ở Hàn Quốc rồi thì đương nhiên ai cũng sẽ biết, nhưng ở đây vì là cái nó liên quan đến bài, nó liên quan đến cái văn hóa thì người ta cho hiểu mình hiểu, thì cô sẽ cho các bạn biết sơ lược à, người ta nói về cái gì và người ta cho mình biết về cái văn hóa như thế nào, thông tin như thế nào, thì là chúng ta hiểu rồi thì chúng ta tìm hiểu thêm thôi. Nói chung là chúng ta sống ở Hàn Quốc thì chúng ta cái việc mà phân loại rác thải hay cái việc bỏ rác thì chúng ta quá ok đúng không, à, sinh hoạt đời sống hàng ngày. À, thì là gì đây, cái đây là cô cho tìm hiểu sơ qua thôi. Hàn Quốc kể ra nên xưa đây khi đến buồn ly su cơ hầm ta, ở Hàn Quốc thì rác thải phải phân loại các bạn. In ban xưa đây khi nên trung nhân chế phung thu ghê nở bơ sơ phở đêm ta,
Nếu như rác thường ấy, các bạn phải bỏ vào cái túi rác ấy, cái túi rác thải ấy các bạn, rồi các bạn mới bỏ. À, chung nhân che phun 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 thu đấy là cái túi gì đây các bạn, là cái túi rác thải đấy. À, rồi các bạn mới bỏ, chứ không phải là mình tự ý mà bỏ vào cái túi ni lông, hoặc cái túi gì là mình vứt là vứt. À, rác thường mình phải bỏ vào cái túi đấy để mình vứt hết, nó không phải như Việt Nam, nhưng mà điều này là chúng ta cũng đã biết rõ đúng không? Ta si sư su yết nâng căng thông biên plastic trung nhi tương lưng à trung nhi tương ứng vật lý số có thùng nghe phò đêm này. Những cái vật mà có thể sử dụng lại như là cái căng thùng là cái hộp đấy các bạn, những cái hộp thiết, hộp hộp bằng thiết đấy. À, bơ những cái chai nhựa, à những cái chai, những cái ví dụ chai Coca lon gì đó bằng nhựa đấy, hoặc là vừa đã thiết. À, vừa đã thiết là gì đây, không phải là cái chai lon không, mà những cái liên quan đến bằng mũ bằng nhựa đó. À, những cái đồ đó là người ta tái sử dụng lại được, ta si sơ sơ dịch nương như là con thôn. À, bơ plastic. À, thì là gì đây, những cái này nó có thể tái sử dụng được thì chúng ta sẽ gì đây, phân loại bỏ vào bly su thùng men for đêm ta, bỏ vào cái thùng phân loại rác thải đó, bly su cơ um xin môn chỗ này là gì đây, ký ức mà gặp niên em mờ đấy các bạn, ký ức mà gặp niên. À, chỗ này mới mốt mà mình nhìn từ này mà mình sử dụng từ này đấy, thì mình sẽ đọc từ này cho nó phát âm cho nó chuẩn. Và chỗ này này cũng là biến âm này, xin. Vì sao cô đọc là xin môn mà cô đọc không đọc là xít, mà thường là cô đọc xít, nhưng mà giờ chỗ này cô đọc là xin, là tại vì ký ức mà gặp niên, ký ức mà gặp niên hoặc là miêu, thì cái thằng ký ức này nó bị biến thành n. Ví dụ như cái từ trác nhân đấy các bạn, chúng ta viết trác nhân là năm ngoái, nhưng khi họ đọc họ không đọc cái trác nhân, và khi người ta nói hoặc là mình nói trác nhân, người ta không nghe được, hiểu là cái từ gì, đọc là chẳng nhân. À, chẳng nhân hề nương gì đó, chẳng nhân ghề nương, hiểu không? À, thì chỗ này cũng thế, xin mua không phải là xích. Xì kì liên qua có món ăn xì kì xoay, nhưng ở đây là xin mua chứ không phải là xít muôn. Đôi khi mình nói xít muôn nó nhấn mạnh quá người ta cũng nghe không rõ, tại vì đôi khi nó biến âm mà nó thành phát âm, cái hơi nó khác, cái từ nó khác, cho nên là gì đây, chỗ này đôi khi mình nói nhưng mà người ta cũng không nghe rõ, là đôi rất là bức xúc đúng không? Thì là vì đôi lúc mà mình phát âm chưa, nó chưa có đúng với cái âm, cho nên người ta nghe hơi khó. Xì muôn sử đi kỳ nâng xì muôn sử đi kỳ thùng phung thủy nó bơ sơ bỏ đi mì ta. Nếu là rác thải mà rác thải thức ăn đấy, rác thải thực phẩm đấy, thì chúng ta sẽ bỏ vào cái gì đây, cái thùng rác thải thực phẩm. Yêu thương môn xì muôn sử đi kỳ trong nhân kia nộp nâng còn ô tô mạnh xâm nì ta. Dạo này đấy, dạo này cái rác mà thực phẩm đấy thì gì đây, có nhiều trường hợp bỏ vào cái thùng gì đấy, có thùng tại như này, cái thùng rác này đó, mỗi như dạng cái thùng này này các bạn, mỗi phát thư đều có hết đấy các bạn. À, nói chung là cái phần rác thải này là tìm hiểu sơ qua, còn đâu là các bạn biết hết rồi đúng không? Và cái chủ chung chung nhăn cũng vậy, tại sao cô không đọc là chung răng mà cô đọc là chung nhăn, là tại vì gì đây, những cái trường hợp như cô nói này, yên ương mà gặp y rân này, yên mà gặp riêng này, thì cái thằng riêng này sẽ biến thành n, biết không? À, thì cái chỗ này cô sẽ đọc là chôn nhằng. À, chôn nhằng. À, chôn chỗ ô nó chôn nhằng kia nó nâng cần nó mạnh xâm. Chi ạc mà ta sư kỳ đừng phó đi nâng nại trà na trang sô sư kỳ phung thu từ đi ta râm nì ta. Ở mỗi khu vực thì cái ngày tháng và cái địa điểm ấy, hoặc cái địa điểm gì đây bỏ gác khác nhau, và cái túi gác cũng khác nhau, sư kỳ phung thu mỗi khu vực. Ví dụ như ở Kumi,
ở Busan thì cái túi màu xanh, cái túi màu hồng, cái túi màu vàng luôn đó, những cái túi gác, hình thức gác, bỏ gác khác nhau, địa điểm khác nhau vân vân, hoặc là ngày tháng gì đó, thì là gì đây, họ cho biết mình như thế. À, đây là phân loại rác thải. Và đây họ hỏi mình này, in ban sẽ đây kia nên auto care for đấy, gác thường thì chúng ta bỏ như thế nào đấy, lúc trước cô vừa mới nãy cô mới là giải thích xong đúng không, thì mình trả lời như thế nào? À, 음식물 쓰레기는 어떻게 버려요? Cái rác thực phẩm thì bỏ như thế nào? 여러분의 고향에서는 쓰레기 어떻게 버려요? Ở Việt Nam mình thì là gì đây? Bỏ rác như thế nào? À, ở Việt Nam mình thì nếu nói về việc bỏ rác thì nói ra hơi ngại ha. Tại vì Việt Nam mình hơi bỏ rác hơi hơi bừa bãi tí xíu. Cho nên là gì đây? Nói về quê hương Việt Nam thì nói chung là có chung cư gia đình ở thành phố thị này kia thì phân loại rác thải, còn ví dụ như nông thôn này kia thì hầu như là không phân loại rác thải đúng không? Nói chung là nói về rác thải Việt Nam thì nói quê hương thì nó hơi ngại vấn đề rác thải tí xíu, thì Việt Nam thì rác thải bỏ hơi nhiều, không có phân loại, đa số ở vùng quê này thế này thế kia là không phân loại đúng không? Và rác thải thì hình như là cho đến bây giờ thì rác thải cũng chưa có phân loại đặc biệt được, hầu như một phần nào thôi, tầm tầm 3 đến 4% thôi, không như Hàn Quốc nha. Cho nên mỗi quốc gia mỗi khác nhau, không so sánh quốc gia này đến quốc gia khác được. Rồi ok, phần phần chủ đề 2 này chúng ta đã đi tìm hiểu tất tần tật, không còn chỗ nào là sót một phần nào cả. Thì chủ đề 2 này các bạn đã ok được chưa? Nắm bắt được cái tình hình, nắm bắt được cái cấu trúc và ngữ pháp hay văn cả các phần đọc viết và nói, có phần nào thắc mắc hay không? Hay là có cái chỗ nào không hiểu? Cô thấy các bạn làm bài tập rất là ok đấy, làm bài tập ok đó. À, phần văn nói cô thấy cũng là gì đây? Gọi là kiểm tra này, đôi khi là kiểm tra bắt chợt thì các bạn chưa thể nghĩ ra để phản xạ, nhưng đôi khi sao mình giao tiếp đấy các bạn, luyện nhiều thì tự nhiên cái phản xạ mình nó trở nên nhanh đi, nó trở nên nhanh đi, nó bắt từ bắt ngữ nó nhanh đi, cái nào cũng thế, các bạn luyện rồi luyện nhiều nó sẽ thành trở thành một thói quen, và nó trở thành một cái gì đó quen thuộc, và mình thấy là gì đây, nó dễ dàng. À, còn không mình không không luyện là cảm thấy nó rất là khó khăn, và cái phản xạ của mình rất là chậm. À, rồi nếu không còn gì để hỏi mình chuyển qua chủ đề số 3 lớp nha. À, hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua chủ đề số 3. Chủ đề số 3 chúng ta sẽ tìm hiểu ngữ pháp trước. Chủ đề số 3 này thì nó liên quan đến quần áo, vì mình học cấu trúc này là 이거로 한번 입어보세요. Các bạn hãy thử mặc cái này một lần đi. À, sẽ liên quan đến quần áo, thì liên quan quần áo nó sẽ có những cái từ như là tất tần tật những loại quần áo, áo khoác, mũ, và tất tần tật những loại áo khoác da, áo khoác ngoài, rồi áo khoác có dây kéo, quần áo có gì đây, quần áo dài, quần áo ngắn, tất tần tật vân vân. Nó liên quan quần áo, chỉ số to, chỉ số nhỏ, gọng chật gì đó. À, thì nó liên quan đến cái quần áo, giày dép, thì chúng ta sẽ học chủ đề liên quan đến chủ đề này. À, và từ vựng thì cô sẽ gửi sao cho các bạn ha, từ vựng liên quan đến ví dụ như là quần áo, như cô nói quần áo, áo sơ mi, áo phông, áo sơ mi nữ, áo khoác, quần quần váy, rồi gì đây, quần bò, quần jean, rồi quần áo có dây khoác, có dây kéo, áo khỉ, áo khoác, tất tần tật những loại áo, quần áo, hay nói chung là mình tìm hiểu riêng với quần áo ha. Rồi vậy đây mình sẽ tìm hiểu đến kích cỡ của nó, kích cỡ nhỏ, kích cỡ to, thoải mái hoặc không thoải mái, và gì đây, hài lòng hoặc không hài lòng với cái đó. À, và quần dài, quần ngắn, chật rộng hẹp gì đó. À, nó có hết nha. À, thì đó thì phần từ vựng cô sẽ gửi sau, còn hôm nay chúng ta sẽ học đến ngữ pháp đầu tiên, đó là ngữ pháp đi với ỷ na, danh từ đi với ỷ na. Danh từ này đi với ỷ na nó có hai nghĩa, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu nghĩa thứ nhất, nghĩa thứ hai của nó.
Xong rồi cô sẽ gì đây? Ví dụ cho các bạn luôn. Thêm một cái động từ, tính từ luôn. Bây giờ chúng ta đi đến phần ngữ pháp ha.